Jason xin chào tất cả các anh chị và các bạn, và rất vui khi được gặp lại các anh chị và các bạn vào series Theo Dòng Tiền Số được phát sóng vào thứ hai hàng tuần tại YouTube của Coin68 TV. Và cũng như thường lệ thì Jason sẽ review lại tình hình BTC trong tuần vừa rồi và diễn biến ra sao nhé. Wow, như anh chị đã thấy, đang theo khung ngày của BTC thì một cây rất là vĩ đại, thân dài và đổ xuống rất là lớn, chứng tỏ một lực bán kinh khủng nào đó đã xảy ra trong tuần vừa rồi, cũng như trong cái buổi livestream vào tối thứ bảy cũng tại kênh Coin68 TV, Jason cũng đã cập nhật cho anh chị. Và hôm nay là ngày thứ hai rồi và tình hình vẫn chưa có gì khởi sắc cả, khi mà giá đã bán tháo từ giá 29k xuống hơn 4-5 nghìn, giá đáy của nó là tới tận 24.600 và hiện tại giá đang sideways ở mốc 25.900, 25.800. Như các bạn đã thấy là nét vẽ này là nét vẽ cũ của các tập video phía trước. Bạn nào mới xem kênh thì có thể xem lại các video review vào thứ hai hàng tuần của Jason thông qua trên màn hình nha. Jason sẽ để trên màn hình phía trên nha. Ok, thì các bạn sẽ thấy rằng đây là nét vẽ cũ và nét vẽ này đã xảy ra. Jason cũng không nghĩ là mình vẽ nó chính xác tới như vậy, nhưng mà mọi người cũng có thể ước lượng được mà, phải không? Hiện tại thì cái mốc hỗ trợ này, đây là mốc hỗ trợ cứng, và nếu như nó break luôn cái mốc BTC như thế này thì có thể đi xuống tới vùng 20k. Và nếu xuống vùng 20k thì những ai đang DCA thì họ lại rất là vui, còn những ai đang long short thì phải dè chừng đoạn này nữa nha mà các bạn. Và chúng ta đang zoom out ra khung tuần của BTC thì Jason sẽ vẽ cho mọi người thấy vùng này là vùng tích lũy nè. Và trước khi halving 2020 xảy ra thì đã có một vùng tích lũy khá là dài ha, từ 2019. Và sau vùng tích lũy thì BTC đã có một cái đợt tăng trưởng mãnh liệt từ giá tầm 12.000 đô đến 69.000 đô. Sau khi đã tăng trưởng rất là lớn thì BTC bước vào giai đoạn thoái trào. Và tiếp theo là một vùng tích lũy nữa tầm đầu năm 2023 tới bây giờ và một sự tăng trưởng. Vậy theo các anh chị và các bạn, liệu đây đã đến một mùa tăng trưởng chưa? Hay là chỉ là một sự bắt thết từ giá 15-16k đến cái mốc kháng cự lớn là 31-32k, chỉ là một bắt test hay là đang trong vùng tăng trưởng? Các bạn thì sao? Mọi người có thể comment bên dưới cho Jason xem thử góc nhìn của mọi người nhé. Về tình hình BTC Dump thì cũng chỉ tăng 0,12% và vẫn lên quanh mốc 50, chưa có sự đi xuống của BTC Dump, và chính vì thế Ancoin cũng chưa ngóc đầu lên dậy được. Và thực tế cho thấy, theo như danh sách tổng hợp của các Layer 1, Layer 2 mà Jason đang collect trong bản đồ của TradingView dưới đây, thì các bạn cũng đã thấy là chưa có một cái đồng token nào có một sự tăng trưởng nổi bật, mà trong khi đó chỉ toàn là một sự màu đỏ. Chỉ có hệ sinh thái của Optimism đang có sự hậu thuẫn từ Coinbase thì có một sự tăng trưởng nhẹ ở mức là 2.72%, nhưng điều đó cũng chẳng có gì là sôi nổi. Với sự sụp đổ của BTC thì không chỉ Ancoin trong giai đoạn thoái trào mà ngay cả các bộ sưu tập NFT cũng đang mất giá trị rất là lớn. Trong đó bộ NFT Base với mã số là 8585 đã từng có giá trị cao nhất hơn 2 triệu đô, nay đã phải bán tháo. Người đấy đã mất đi 75% tổng giá trị đầu tư, tương đương với 624 ETH. Và ai cũng tiếc nuối cho cái người mang cái tên là 26S Storefront này, vì họ đã bán đi cái NFT khá là giá trị và độc quyền như thế này. Tuy nhiên thì nhiều câu hỏi đặt ra là liệu do là áp lực từ tài chính hay áp lực từ chính cái phí giao dịch, cái thu phí bản quyền của OpenSea, thì thông tin chưa được làm rõ. Thì Jason sẽ cố gắng cập nhật thêm cho anh chị và các bạn trong thời gian tới. Các bạn nghĩ sao? Các bạn có thông tin gì mới hay không? Hãy comment bên dưới cho Jason cùng biết nhé. Và có một cái thông tin rất là thú vị đến từ tác giả Arigato của một biên tập viên trang web Coin68 đã tổng hợp được rằng CoinGecko tiết lộ một quốc gia có chi phí khai thác Bitcoin rẻ nhất thế giới, và nó rẻ hơn 783 lần so với ở Ý. Đây là danh sách của các quốc gia khai thác
Và một BTC mắc nhất trên thế giới mà đội ngũ con số 8 tổng hợp nguồn từ CoinGecko thì đứng đầu là Italy với 208.560.000 đô cho một BTC. Tiếp sau đó là Australia. Bên cạnh đó cũng các top các quốc gia đang khai thác một BTC với chi phí rẻ nhất. Đầu tiên đó là Lebanon, rồi thứ hai đó là Iran và thứ ba là Syria. Tiếp tục Ethiopia, Sudan, Libya và những quốc gia dưới đây. Thì câu hỏi đặt ra mà CZ đã post lên trang cá nhân của mình là tại sao họ không có đào BTC, vì họ đang ở những quốc gia có chi phí khai thác quá thấp đi. Có lẽ là nhiều độc giả cũng có thể hiểu rằng có thể là theo báo cáo của CoinGecko thì đã bỏ qua rất là nhiều yếu tố hậu cần khác. Nhưng nếu như đây là những thông tin chính xác thì có thể các quốc gia này sẽ là một trong những quốc gia nổi tiếng tiếp theo sẽ được nhiều tờ báo săn đón về tình hình khai thác Bitcoin của họ trong thời gian sắp tới. Anh em cùng chờ đón nha. Và Jason mời các bạn và các anh chị xem tụi có những thông tin tài chính nào đáng chú ý hay không nha. Vào ngày thứ tư ngày 23 tháng 8 chúng ta có thông tin về Flash Manufacturing, tức là PMI, và Flash Service PMI, nhưng cũng không có quan trọng bằng tin tức của ngày thứ năm là Unemployment Claims, tức là tỷ lệ thất nghiệp. Nếu ai đã xem chương trình được phát sóng vào thứ hai hàng tuần trên Coin 68 TV cùng với Jason thì cũng hiểu được bản chất của Unemployment Claims nó như thế nào. Và nếu như cái chỉ số Unemployment Claims này mà cao hơn so với dự đoán thì nó sẽ tốt hơn cho crypto. Chỉ số Unemployment Claims này có tỷ lệ tương quan dương so với thị trường crypto. Càng thất nghiệp thì càng tốt cho thị trường crypto. Và đặc biệt hơn nữa, vào tối ngày 25 tháng 8, tức là tối thứ 6 tuần này, vào lúc 9:05 giờ Việt Nam, thì chúng ta sẽ có xuất hiện của Powell, chủ tịch Fed. Và các anh chị cùng các bạn cùng xem là thái độ của chú Powell này liệu còn diều hâu hay không. Nếu mà còn diều hâu thì thị trường càng tệ hơn nữa, và càng diều hâu thì chỉ số đồng đô la lại càng tăng. Điều đó cho thấy là thị trường tài chính càng ảm đạm. Theo các bạn, Powell sẽ như thế nào? Và hôm nay tại Telegram channel của 68 Trading thì Jason cũng đã cập nhật một cái lệnh long của một người có tên là Andrew Kang. Họ đã long BTC, ETH và Arbitrum vào ngày 18 tháng 8 sau cái sự sụp đổ vừa rồi, với lần bẫy lên tới 100 lần. Và anh ta đã bị thanh lý hết 432.000 đô chỉ trong một ngày bởi vì muốn bắt đáy. Cho nên là bài học rút ra là anh em không nên dùng đòn bẩy quá lớn, mà hãy dùng đòn bẩy ở dưới mốc dưới 20S hoặc là dưới 15S và đi với số vốn cực kỳ nhỏ, trong tầm khoảng 1% của 10% để đánh future mà thôi. Không nên on in, không nên máu me như thế này nha mọi người nha. Và đó là tất cả những thông tin mà Jason muốn cập nhật vào ngay đầu tuần cho các anh em, để chúng ta có những cái lệnh ra vào nó hợp lý hơn. Và nếu anh em thấy giá trị thì hãy like và subscribe để Jason có thêm những thông tin tiếp theo vào series Theo Dòng Tiền Số được phát sóng vào thứ hai hàng tuần tại kênh Coin 68 TV. Jason Lê Daily, Blockchain tương lai của mọi nhà.